Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 33. Chương 321. Bán tiên Bạch Tiêu Thiên. Xem ra trận này là do thần thông của vị lão giả tóc trắng này, chỉ dựa vào một pháp trận, thay đổi nghịch thế, thật sự là kinh người. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút hiếu kỳ đánh giá lão giả vài lần. Đột nhiên lông mày nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm ngũ quan lão giả, Bạch Tiêu Thiên. Dung nhan lão giả tóc trắng này mặc dù già nua không ít, nhưng hình dáng ngũ quan tuấn lãng bất phàm, đúng là hảo bằng hữu của hắn, hảo huynh đệ Bạch Tiêu Thiên. Nguyên lai Bạch gia lão tổ trong miệng bọn Thẩm Ngọc lại là Bạch Tiêu Thiên người. Thẩm Lạc kích động trong lòng, thể nội pháp lực cũng hơi nổi lên sóng gió, nhưng rất nhanh hắn phát giác được điểm ấy, vội vàng thu liễm lại. Bạch Tiêu Thiên khoanh chân ngồi giữa không trung, trên thân chớp động kim quang, nhưng Thẩm Lạc mảy may cảm giác không thấy tu vi cảnh giới của y. Trước đó nghe bọn người Thẩm Ngọc nói, lão tổ Bạch gia đã có cảnh giới bán tiên, xem ra lời nói không hoa. Số lượng những yêu vật này tuy nhiều, nhưng mấu chốt là ba đầu đại thừa kỳ hổ yêu kia. Có vị bán tiên Bạch Tiêu Thiên này tại đây, kiến nghiệp thành trong thời gian ngắn hẳn là không ngại. Trong lòng Thẩm Lạc suy nghĩ, thoáng nới lỏng mấy phần. Giữa không trung, một lão đạo áo bào tím đại thừa kỳ cùng một con hổ yêu liều mạng tung một kích, song song bay ngược về phía sau. Lão giả mặc tử bào bay ngược vào trong quang trận màu vàng, từng luồng lực huyền diệu dung nhập vào thân thể của lão, pháp lực hỗn loạn lập tức điều hòa lại. Bên ngoài thân lão giả lóe lên hồng quang, lập tức ổn định lại thân hình. Bạch tiền bối, những yêu vật này càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài. Lão giả mặc tử bào quay người nói với Bạch Tiêu Thiên. Ta đã báo tình huống nơi đây cho quan phủ và hóa sinh tự, bọn họ đã phái người đến giúp, cần khoảng 3 ngày mới có thể đuổi tới. Bạch Tiêu Thiên vẫn bấm pháp quyết không ngừng, trong miệng không nhanh không chậm nói ra. 3 ngày, chỉ sợ là chúng ta không kiên trì được đến đó. Lão đạo áo bào tím mở lớn hai mắt, nhất thời có chút lo lắng. Bây giờ yêu ma nổi lên bốn phía, tàn phá bừa bãi thương sinh, bất luận là quan phủ hay là hóa sinh tự đều đang chịu áp lực cực lớn, 3 ngày đến giúp đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Tu sĩ chúng ta, thụ hoàng mệnh tọa trấn kiến nghiệp thành, nếu không may, lúc này lấy chết báo quốc. Ngữ khí Bạch Tiêu Thiên bình tĩnh nói, nhưng mà y còn chưa dứt lời, tình huống đột nhiên thay đổi. Bầu trời xa xa tối sầm lại, một mảng mây đen to lớn nổi lên, nhanh chóng bay tới nơi này. Một cỗ uy áp nặng nề vô cùng từ bên trong lộ ra, giống như một vùng biển rộng lơ lửng ở trên trời. Từ xa có thể nhìn thấy mấy con hổ yêu đại thừa kỳ đang ở phía trên, toàn bộ bầu trời kiến nghiệp thành cũng ảm đạm theo. Mà cỗ khí tức này cũng không phải yêu khí đơn thuần, còn có một cỗ ma khí nồng đậm trộn lẫn trong đó, cho dù cách thật xa, vẫn làm cho Thẩm Lạc âm thầm kinh hãi. Trong quang trận màu vàng, sắc mặt Bạch Tiêu Thiên cũng khẽ biến, đứng thẳng lên. Mà thân sắc lão đạo áo tím kia cũng đại biến, vội vàng thối lui bên cạnh, khắp thi pháp trạch, độ hóa chúng sinh. Thần thông hóa sinh tự quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng một đại trận Phật quang phổ chiếu lại có thể ngăn cản đại quân yêu tộc ta lâu như vậy. Bất quá yêu tộc ta phục hưng chính là đại thế, Bạch đạo hữu ngươi liều mạng như vậy, cũng chỉ là châu chấu đá xe, tốn sức mà thôi. Một thanh âm sắc lạnh, the thé từ trong mây đen truyền ra. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang giống như sông lớn từ trong mây rơi xuống, lóe lên hóa thành một đạo hắc nhận kình thiên thô to không gì sánh được, dài hơn trăm trượng, nhanh chóng tuyệt luân chém về phía quang trận màu vàng, phảng phất một tia chớp màu đen vạch phá bầu trời. Mày trắng Bạch Tiêu Thiên vẩy một cái, một tay vỗ bên hông, một vệt kim quang bắn ra, lại là một cái mõ màu vàng phát sau mà đến trước bay vụt ra bên ngoài quang trận màu vàng. Cái mõ quay tít một vòng, huyễn hóa thành một tầng màn sáng vàng mịt mờ, ngăn trước hắc nhận kình thiên kia. Hắc nhận chạm trên màn sáng màu vàng, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Màn sáng kịch liệt lắc lư, vô số phù văn màu vàng từ đó bị đánh bay, nhưng màn sáng màu vàng cứng cỏi dị thường, rất nhanh liền ổn định lại. Bạch Tiêu Thiên hít sâu một hơi, ngâm sướng nói, kim cương phục ma, bầy tà lui tránh, đại nhật tụ linh, càn khôn phương định. Một đạo hào quang màu vàng như thủy ngân từ trên người y tuôn trào ra, trong đó ẩn hiện một hư ảnh cây kim cương hàng ma sử, đánh về phía đám mây đen. Giữa không trung đột nhiên sáng lên, kiêu dương trên trời chớp quang mang liên tục, một đạo kim quang giống như hỏa diễm bắn xuống,
dung nhập vào trong hàng ma sử. Hàng ma sử vốn chỉ là hư ảnh, lập tức ngưng tụ thành thực chất, đồng thời phồng lớn gấp 10 lần, hóa thành một cây cự sử màu vàng lớn mấy chục trượng. Xung quanh có vô số kim quang lưu chuyển như thiểm điện, lóe lên liền xuất hiện ở trên không mây đen, như điện quang hỏa thạch đánh xuống. Mây đen quay cuồng một hồi, phía trên hiện ra một đạo yêu ảnh khổng lồ màu nâu, lại là một Bách Túc Ngô Công mặc áo giáp, nửa người dưới là rết. Nửa người trên miễn cưỡng xem như hình người, nhưng vẫn là đầu rết. Trong hốc mắt chớp động hai ngọn lửa màu đen, một tay cầm thanh cự kiếm, tay kia nắm một tấm thuẫn. Mây đen phía dưới yêu vật rết cuồn cuộn tràn vào tấm thuẫn trong tay nó, mặt thuẫn lập tức quấn quanh hắc vụ, vô số phù văn nhúc nhích như vật sống, nên đón kim cương sử. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn màu đen nổ tung ra, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán bốn phía. Kim cương sử không bị ngăn cản chút nào tiếp tục đánh xuống, đánh vào thân Bách Túc Ngô Công. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cánh tay trái cùng nửa người Bách Túc Ngô Công bị đánh nát, hóa thành vô số thịt nát bay đi, lộ ra nội tạng đỏ tươi. Bạch Tiêu Thiên nhấc tay lên, một ngón tay không mang theo mảy may hỏa khí, lăng không vạch một cái về phía Bách Túc Ngô Công. Trên không Bách Túc Ngô Công lóe lên kim quang, một đạo tơ vàng trống rỗng xuất hiện, chém xuống một cái, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu vật rết kia căn bản không kịp phản ứng chút nào. Vào thời khắc này, một bàn tay che kín lông vũ, mọc ra móng nhọn màu đen trống rỗng xuất hiện, kéo thân thể Bách Túc Ngô Công về sau một cái, hiểm hiểm tránh thoát tơ vàng chảm kích. Sau đó bàn tay màu đen cong ngón búng ra, một đoạn móng tay nhỏ sắc nhọn vèo một tiếng bắn ra, đụng vào tơ vàng kia. Ầm một tiếng vang thật lớn, trong hư không phảng phất nổ vang như kinh lôi, nhấc lên khí lãng mãnh liệt, đánh cho Bách Túc Ngô Công bay ngược ra sau, vết thương trên người lần nữa tuôn ra máu tươi. Cùng lúc đó, một yêu vật thân hình cao lớn, thân người đầu ưng xuất hiện bên cạnh Bách Túc Ngô Công, chính là chủ nhân bàn tay màu đen kia. Ánh mắt Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, đang muốn làm cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía màn sáng màu vàng trước người. Màn sáng màu vàng trống rỗng nhích qua bên trái mấy chục trượng, đồng thời phía trên đại thịnh hào quang màu vàng. Hai tiếng bén nhọn trầm đục truyền ra, màn sáng màu vàng run rẩy mãnh liệt, xuất hiện hai chỗ lõm thật sâu, tựa hồ có cái gì vô hình công kích vào phía trên. Màn sáng chớp động kịch liệt mấy lần, rốt cuộc không cách nào kiên trì nữa, ầm vang vỡ vụn, một lần nữa hóa thành cái mõ màu vàng kia. Quay tròn bay ngược trở về, linh quang phía trên ảm đạm, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên ngưng lại, phất tay áo vung lên, hai kim nao pháp bảo bắn ra, cấp tốc bay múa quanh thân y. Ha ha ha, Bạch đạo hữu quả nhiên là môn hạ cao thủ của Hóa Sinh Tự, thiên hồ kình ta vô hình vô tích, nhưng cũng không thoát khỏi linh giác của người. Hư không bên cạnh Bách Túc Ngô Công chớp liên tục, lại có hai bóng người trống rỗng xuất hiện, là một thiếu phụ mặc quần hồng. Sau lưng kéo theo sáu cái đuôi cáo phấn hồng, trong miệng cười khanh khách, mị nhãn như tơ, khiến cho người nhịn không được đắm chìm trong đó. Tên kia là một lão giả mặc áo bào xanh, thân hình cao gầy, làn da xanh đen khô cạn, nhìn giống như vỏ cây, nhưng đầu tóc lại dị thường xum xuê, nhìn phi thường quỷ dị. Khí tức ba tên yêu vật này, mỗi một người đều không dưới Bách Túc Ngô Công, thình lình đều là tồn tại bán tiên. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 322, Đại Nhật Minh Đăng. Cô Trực Công, giúp ta một tay. Bách Túc Ngô Công nhìn thấy lão giả áo lục xuất hiện, thân sắc buông lỏng, vội vàng khàn giọng xin giúp, đỡ. Lão giả áo lục bấm niệm pháp quyết vung lên, một cỗ hào quang màu xanh lục rơi vào trên thân Bách Túc Ngô Công, vết thương khổng lồ lập tức ngừng đổ máu. Lão giả lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh lá cho Bách Túc Ngô Công ăn vào, sau đó nắm chặt một ngón tay của mình, ra sức bẻ giống như bẻ gãy nhánh cây. Răng rắc một tiếng, một ngón tay lão lập tức bị bẻ gãy, nhưng miệng vết thương lại không chảy ra máu tươi, mà chảy ra chất lỏng màu xanh lục, tản mát ra sinh cơ nồng đậm dị thường, để cho người ta ngửi thấy tinh thần phấn chấn. Lão giả hất tay lên, liên tiếp chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống trên vết thương của Bách Túc Ngô Công. Miệng vết thương Bách Túc Ngô Công lập tức bay vụt ra vô số tơ máu, quấn lẫn nhau, nhanh chóng tạo thành nhục thể mới. Mấy hơi thở sau, linh quang màu xanh lá lóe lên, thân thể Bách Túc Ngô Công thình lình khôi phục nguyên dạng, chỉ là khí tức trên thân đã giảm nhiều,
xem ra nguyên khí đã đại thương. Tạ ơn. Bách Túc Ngô Công cảm ơn lão giả áo lục một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Ha ha, Bạch đại sư quả nhiên thần thông kinh người, thật là lợi hại. Một chiêu kim cương phục ma sử vậy mà có thể dẫn động đại nhật chi lực gia trì, dù là Thích Đăng phương trưởng xuất thủ, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta liên thủ, các hạ cho là còn có phần thắng sao? Bách Túc Ngô Công cười lạnh liên tục, cất bước bay về phía Bạch Tiêu Thiên. Ba yêu kia cũng đồng thời cất bước, tới gần trước y. Trong dòng sông ngoài thành, trong mắt Thẩm Lạc lóe lên vẻ lo lắng. Chỉ là tu vi hắn bây giờ còn chưa khôi phục, mà dù hắn khôi phục toàn bộ tu vi, cũng bất quá chỉ là xuất khiếu trung kỳ. Không thể so sánh với những đại năng bán tiên này, nên cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Bạch Tiêu Thiên quét nhìn bốn yêu một chút, thân hình bỗng nhiên bay ngược về sau, hai tay chắp trước ngực. Quang trận màu vàng quanh người nhanh chóng co vào dưới thân y, hóa thành một đài sen màu vàng, cấp tốc xoay tròn. Vô số tiếng phạn âm vang lên, phảng phất vô số thần Phật tụng kinh niệm Phật xung quanh. Phía sau y lóe lên kim quang, một phù văn bắc đèn lớn gần trượng nổi lên, chiếu rọi vào đài sen màu vàng dưới thân. Tâm đăng lâm chiếu, nhanh, đừng để hắn thi triển ra thần thông này. Thiếu phụ váy hồng mặt phấn thất sắc, tay ngọc vung lên, một cây quạt lông xù màu hồng phấn xuất hiện ở trong tay, lăng không vẩy một cái. Một mảnh phong bạo màu hồng phấn trống rỗng xuất hiện, phát ra tiếng sấm ầm ầm, quét về phía Bạch Tiêu Thiên. Trong phong bạo ẩn chứa vô số sương mù phấn hồng, lộ ra một cỗ mùi thơm kỳ lạ. Tu sĩ và yêu vật phụ cận mặc dù đã sớm tránh khu vực phụ cận, nhưng vẫn có vài đầu yêu vật cùng hai tu sĩ bị tác động đến, lập tức toàn thân rã rời, rơi thẳng xuống đất. Lão giả áo lục vỗ một chưởng vào hư không, trên đỉnh đầu Bạch Tiêu Thiên lóe lên lục quang, một cự chưởng xanh biếc lớn như ngọn núi trống rỗng xuất hiện, mãnh kích ép xuống, một cỗ cự lực nặng nề chút xuống. Mà hai tay yêu vật đầu ưng thân người kia mở rộng ra, hắc quang lóe lên, hai tay hóa thành một đôi cánh chim to lớn rộng vài trượng, vỗ một cái. Thanh âm duệ khiếu chói tai vang lên, hai đạo hắc phong dài hơn trăm trượng bắn ra, phảng phất hai đầu giao long màu đen nhào về phía Bạch Tiêu Thiên. Về phần Bách Túc Ngô Công, thương thế vẫn chưa hồi phục, nhưng cũng há miệng phun ra yêu hỏa đen kịt, quay tròn một vòng hóa thành một đạo sóng lửa cao mấy chục trượng, gầm thét xông về phía trước. Bốn yêu công kích không phân trước sau, gần như đồng thời đến trước người Bạch Tiêu Thiên, nhưng khoảng cách còn mấy trượng. Bỗng ầm một tiếng vang thật lớn, bốn đạo công kích đều đứng tại nơi đó, không cách nào tiến lên trước một bước. Đài sen dưới thân Bạch Tiêu Thiên chuyển động ong ong, hư không vài chục trượng quanh người hiện ra từng mảnh cánh sen màu vàng kim hơi mở. Tổ hợp lại với nhau hình thành một tầng bình chướng màu vàng, ngăn cản bốn yêu công kích. Bất quá y cũng không chịu nổi, thân thể run rẩy, khóe miệng chảy ra một tơ máu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Bạch Tiêu Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống pháp lực quay cuồng thể nội, bấm niệm pháp quyết vung lên. Phù văn bắc đèn phía sau y tránh gấp, mười mấy ngọn lửa màu vàng bắn ra, trong mỗi ngọn lửa đều có một phù văn bắc đèn nhỏ, đánh vào bốn yêu công kích. Bất luận là phong bạo màu hồng, hay là cự trưởng xanh biếc, hoặc là yêu phong màu đen, yêu hỏa màu đen, đụng vào những ngọn lửa màu vàng kia một cái, lập tức tùy tiện bị đốt xuyên qua. Mười mấy ngọn lửa màu vàng như lưu tinh bắn về phía bốn yêu, mau tránh ra. Gương mặt xinh đẹp của mỹ phụ váy hồng biến sắc, vội vàng kinh hô nhắc nhở, bắn ngược về phía sau, quạt lông trong tay vỗ một cái. Một cỗ phong bạo màu hồng lần nữa quét ra, đánh về phía ba ngọn lửa màu vàng đang bắn về phía nàng. Trên thân lão giả áo lục lóe lên lục quang, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 thân hình giống nhau như đúc, bay vụt về nhiều phía, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Bách Túc Ngô Công cũng vội vàng lui lại, chỉ là bản thân nó bị trọng thương, tốc độ rất chậm chạp. Ưng yêu màu đen và nó quan hệ tựa hồ khá thân cận, bên ngoài thân lóe lên hắc quang, thình lình hóa thành một con cự ưng màu đen to bằng gian phòng. Hai ưng chảo chộp lấy Bách Túc Ngô Công, bay ngược ra sau, cũng không chậm hơn hai yêu vật kia bao nhiêu. Nhưng ngay giờ phút này, mười mấy ngọn lửa màu vàng vốn đánh về phía bốn yêu, đột nhiên thay đổi phương hướng, bỏ thiếu phụ váy hồng và lão giả áo lục, mà tập trung đánh tới Bách Túc Ngô Công và ưng yêu màu đen, tốc độ tăng mạnh, trong chớp mắt đã đuổi kịp hai yêu. Ưng yêu màu đen kinh hãi, bên ngoài thân lóe lên hắc quang, một cỗ gió lốc màu đen như thực chất nổi lên, vô số phong nhận màu đen to như cánh cửa hiển hiện, chém về phía những ngọn lửa màu vàng kia.
Bách Túc Ngô Công cũng vận khởi yêu lực, há miệng phun ra một mảnh hắc diễm, hóa thành một bức tường lửa màu đen thật dày ngăn quanh người. Khác với hắc diễm trước đó, thời khắc này tường lửa màu đen tản mát ra một cỗ nhiệt độ cao đáng sợ, không khí phụ cận vặn vẹo kịch liệt, tựa hồ bị đốt cháy. Hai yêu vừa mới làm xong những thứ này, những ngọn lửa màu vàng đã bay vụt tới, từ bốn phương tám hướng hung hăng đánh xuống. Liên tiếp tiếng vang ầm ầm nổ tung, những ngọn lửa màu vàng kia không xuyên thủng gió lốc và tường lửa, đụng một cái đến bọn chúng đột nhiên bạo liệt ra, xung quanh hai yêu hình thành một mảnh biển lửa màu vàng. Đại nhật khoáng chiếu, hoàng hoàng quang minh. Trên đài sen, Bạch Tiêu Thiên nói lẩm bẩm, thân thể ngửa ra sau, hai tay mở ra tựa hồ đang ôm cái gì. Phù văn bấc đèn phía sau y bỗng nhiên tỏa ra vạn đạo kim quang, huy hoàng phảng phất kiêu dương rơi xuống nhân gian. Một cột sáng màu trắng cực nóng, tinh khiết thô to từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong biển lửa màu vàng, bao phủ Bách Túc Ngô Công cùng ưng yêu màu đen và cả tường lửa gió lốc bao quanh chúng vào trong. Một trong tuyệt kỹ trấn phái của Hóa Sinh Tự, Đại Nhật Minh Đăng. Không thể, thần thông này không phải cần tu vi chân tiên mới có thể thi triển sao? Thần sắc thiếu phụ váy hồng triệt để đại biến. Lão giả áo lục thoáng hiện ra bên cạnh nàng, giữa thần sắc cũng tràn ngập kinh hãi. Gió lốc màu đen, tường lửa cực nóng bị cột sáng màu trắng bao quanh một cái, như là băng xương dưới mặt trời chói chang, trong khoảnh khắc bị bốc hơi sạch sẽ, biến mất không còn tăm tích. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 323, Bất lực. Trên thân Bách Túc Ngô Công và ưng yêu màu đen ầm một tiếng, trống rỗng dấy lên ngọn lửa màu trắng. Bách Túc Ngô Công vốn đã bị thương nặng, giờ phút này ngọn lửa màu trắng quấn thân, chỉ kịp phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Hỏa diễm đen kịt nơi hốc mắt lập tức dập tắt, thân thể cao lớn nhanh chóng trở nên trong suốt, sau đó tiêu tán từng khúc trong không trung. Ưng yêu màu đen cũng phát ra tiếng kêu thảm, lông vũ trên thân bị thiêu hủy hầu như không còn, bên ngoài thân cũng bị cháy đen một mảnh. Bất quá trước đó gã không bị thụ thương, giờ phút này vẫn còn dư lực, hai cánh cố sức mở ra, bỗng nhiên từ trong hỏa trụ màu trắng vọt ra ngoài, bỏ chạy về phía xa. Nhưng những ngọn lửa màu trắng kia đính vào trên thân yêu ưng, chẳng những không dập tắt, ngược lại cháy hừng hực, càng thêm thịnh vượng, trong chớp mắt hình thành một hỏa cầu khổng lồ, triệt để bao phủ thân thể gã vào trong. Không chạy được bao xa, tốc độ ưng yêu màu đen liền chậm lại, thân hình khổng lồ trong hỏa cầu nhanh chóng thu nhỏ, mấy hơi, thở sau hoàn toàn biến mất. Thiếu phụ váy hồng và lão giả áo lục thấy cảnh này, hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bạch Tiêu Thiên nhất cử diệt sát hai yêu, nhưng tình huống y cũng phi thường hỏng bét. Trên làn da toàn thân nổi lên một tầng màu lưu ly, trong thất khiếu rịn ra tơ máu. Giờ phút này y thi triển một môn cấm thuật Niết Bàn Đoạn Diệt Đại Pháp của Hóa Sinh Tự, thiêu đốt bản mệnh nguyên khí, cưỡng ép tăng tu vi lên một cấp bậc. Chỉ là bỏ ra đại giới môn cấm thuật này cũng cực lớn, không chỉ khiến tu vi rớt xuống một bậc, cũng vĩnh viễn không thể tăng lên, lại còn tiêu hao trăm năm thọ nguyên. Bất quá chỉ cần có thể bảo trụ kiến nghiệp thành, đừng nói là tu vi rớt xuống, thọ nguyên giảm bớt, dù phân thân toái cốt cũng đáng. Bạch Tiêu Thiên nhìn về phía thiếu phụ váy hồng cùng lão giả áo lục, cưỡng ép một hơi, phù văn bấc đèn sau lưng lần nữa sáng lên. Nhưng giờ phút này, phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến, bụng dưới y mát lạnh, một bàn tay đen như mực xuyên ra bụng y, phía trên dính đầy máu tươi. Toàn thân Bạch Tiêu Thiên cứng ngắc như bị đông kết, nhìn bàn tay đẫm máu kia, hai mắt mở trừng trừng, giữa thần sắc lộ ra vẻ không thể tin. Thẩm Lạc ngoài thành biến sắc, con mắt nhìn về phía sau lưng Bạch Tiêu Thiên. Một bóng người màu đen chẳng biết lúc nào đột phá phòng ngự đài sen màu vàng, đứng sát sau lưng Bạch Tiêu Thiên. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn chằm chằm bóng người màu đen kia, toàn thân đối phương bao phủ trong một tấm đấu bồng màu đen rộng lớn. Trên đầu còn mang theo một cái mũ rộng vành to lớn bằng tre, 10 đầu ngón tay dài nhọn hoắt. Hình dáng này Thẩm Lạc cũng không lạ, chính là yêu phong trước kia hắn gặp trong Tàng Phong Cốc. Thiếu phụ váy hồng và lão giả áo lục ở xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng. Chậc chậc, Bạch đạo hữu quả nhiên lợi hại, lấy tu vi bán tiên lại có thể thi triển thần thông chân tiên, có thể xưng là thiên tài. Nhân vật như ngươi hiệu lực cho nhân tộc, thực sự là đáng tiếc, hay là đi theo ma tộc ta đi. Yêu phong xuyên thủng chỗ yếu hại Bạch Tiêu Thiên, nhưng không lập tức rút ra lui lại, mà cười lạnh khặc khặc nói. Trong lúc nói chuyện,
trên tay gã toát ra một cỗ hắc khí nồng đậm, nhanh chóng xâm nhiễm cơ thể Bạch Tiêu Thiên. Bụng dưới Bạch Tiêu Thiên rất nhanh bị nhuộm thành màu đen, cấp tốc lan tràn ra nơi khác. Ngay giờ phút này, lại một tiếng vang nhỏ truyền đến, tay phải Bạch Tiêu Thiên vốn cứng ngắc bỗng khẽ động, nắm chặt cánh tay yêu phong đang xuyên thủng thân thể của y. Trên người y bỗng nhiên dâng lên một tầng kim quang, ngăn cản hắc khí lan tràn. Ngươi cho rằng trốn ở phụ cận, ta không phát giác sao? Các hạ là đầu lĩnh bọn yêu ma này, thật sự là chịu bỏ tiền vốn, vậy mà điều động 5 vị bán tiên tập kích Kiến Nghiệp Thành. Xem ra cuối cùng Kiến Nghiệp Thành cũng bị luân hãm, bất quá trước đó, ta muốn lấy tính mạng ngươi, chôn cùng Bách, tính Kiến Nghiệp Thành. Bạch Tiêu Thiên lạnh giọng quát, đài sen màu vàng dưới thân và phù văn bấc đèn sau lưng hóa thành hai đạo kim quang chui vào thể nội y. Bên ngoài thân y lập tức hiện ra từng đạo kim văn, thân thể phảng phất khí cầu cấp tốc bành trướng, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ lan ra. Sắc mặt yêu phong đại biến, muốn rút tay ra lui lại. Nhưng một cỗ hấp lực khổng lồ từ thể nội Bạch Tiêu Thiên truyền ra, gắt gao hút lại cánh tay của gã, căn bản không rút ra được. Yêu phong hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh, cánh tay kia lóe lên hắc mang, chạm lên bờ vai cánh tay bị hút kia. Huyết quang chợt hiện, bả vai cánh tay kia bị đứt, máu tươi chen trúc ra, nhưng gã không để ý tới, thân hình vừa mới động hóa thành một đạo hắc phong bắn ngược ra sau, ầm một tiếng nổ vang rung trời. Bạch Tiêu Thiên đã biến thành viên cầu bạo liệt ra, một vòng kiêu dương đường kính mấy trăm trượng ở trong hư không thoáng hiện ra, bao phủ yêu phong đang bay ngược ra sau vào trong đó. Một cỗ phong bạo màu vàng mắt thường có thể thấy được điên cuồng quét ra, trong chốc lát tạo thành một cỗ gió lốc to lớn, quét sạch toàn bộ Kiến Nghiệp Thành. Bạch đạo hữu, Thẩm Lạc ngoài thành thấy hết thảy, cặp mắt chua xót, trong lòng đau đớn như tê liệt. Ngàn năm trùng phùng cùng hảo hữu, chưa kịp nói một câu, lại bất lực trơ mắt nhìn bằng hữu vẫn lạc. Bất quá hắn cũng không cho là Bạch Tiêu Thiên làm sai, giờ khắc này nếu giữa không trung là hắn, cũng sẽ lựa chọn giống vậy. Bạch Tiêu Thiên tự bạo nhấc lên phong bạo rất nhanh lắng lại, thiếu phụ váy hồng cùng lão giả áo lục bay trở về. Hiện thân, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, không nói hai lời, lập tức đánh xuống thành trì phía dưới. Hai yêu đồng thời xuất thủ, hai đạo quang mang một hồng một lục bắn xuống, đánh về phía một chỗ tường thành. Mấy đạo quang mang từ trong Kiến Nghiệp Thành bắn ra, ý đồ ngăn cản, nhưng đụng một cái đến quang mang lục hồng, lập tức bị đánh bay. Ầm ầm hai tiếng, tường thành Kiến Nghiệp Thành bị nổ sụp một đoạn, mở ra một lỗ hổng to lớn. Vô số yêu vật ngoài thành hưng phấn gầm rú, như thủy triều chen trúc vào thành. Cả tòa thành trì trong chốc lát là một mảnh tiếng khóc, trong nháy mắt biến thành gió tanh mưa máu. Thân thể Thẩm Lạc run rẩy một chút, không xem tiếp nữa, cắn răng quay đầu không để ý tới tình huống trong thành, chui vào Lệ Thủy Hà, mau chóng quay về chỗ cũ. Ngay lúc Bạch Tiêu Thiên bỏ mình, vận mệnh Kiến Nghiệp Thành đã chú định. Những yêu vật này chiếm cứ Kiến Nghiệp Thành xong, sẽ có động tĩnh gì, hiện tại còn chưa biết. Hắn nhất định phải kịp thời mang đám người Thẩm ra rời khỏi nơi này trước khi yêu vật có hành động khác. Đối với những bách tính trong thành kia, hắn thực sự hữu tâm vô lực. Thẩm Lạc thôi động ngự thủy thuật toàn lực đi đường, rất nhanh quay trở về đội xe Thẩm ra. Trong khoảng thời gian này không có yêu vật đột kích, tất cả mọi người Thẩm ra bình yên vô sự, nhìn thấy Thẩm Lạc trở về, đều xông tới. Thẩm tiền bối, tình huống Kiến Nghiệp Thành nơi đó thế nào? Thẩm Hoa Nguyên hỏi. Giờ phút này tâm tình Thẩm Lạc đã khôi phục lại, kể đơn giản lại tình huống ở Kiến Nghiệp Thành. Đám người Thẩm ra nghe xong đều biến sắc. Ngay cả vị bán tiên Kiến Nghiệp Thành cũng ngăn không nổi những yêu vật kia, chúng ta còn có thể chạy đi đâu đây? Chẳng lẽ Thượng Thiên muốn diệt vong nhân tộc chúng ta, tất cả mọi người nhất định phải chết trong miệng những yêu vật kia? Đám người khe khẽ bàn luận, trong lời nói tràn đầy ý tuyệt vọng, một ít người lo sợ nhẹ giọng khóc nức nở. Im ngay! Mới gặp chút trở ngại đã không chịu nổi, còn thể thống gì? Gia huấn Thẩm ra dạy các ngươi như thế sao? Thẩm Hoa Nguyên đột nhiên quát lớn một tiếng. Đám người Thẩm ra nghe vậy, nhao nhao ngậm miệng lại. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 324, hai đội ngũ. Thẩm tiền bối, tình huống hiện tại, ngài có cao kiến gì không? Thẩm Hoa Nguyên nhìn về phía Thẩm Lạc, hỏi. Vì tương lai, có hai con đường có thể đi. Một là tiến về biên cảnh, rời đại đường. Theo ta được biết, bên ngoài đại đường mặc dù cũng có yêu vật,
nhưng so với nơi này lại ít hơn nhiều. Trong đầu Thẩm Lạc hiện ra tình huống Trường Thọ thôn lúc trước, nói, rời đại đường, đám người Thẩm gia nhìn nhau. Một con đường khác là tiến về Trường An, nơi đó là đô thành đại đường, là nơi tinh anh cả nước hội tụ, hiện tại hẳn là chưa bị công phá. Thẩm Lạc tiếp tục nói, không sai, Trường An bên đó khẳng định không có việc gì, nhất thời kinh hoàng vậy mà quên mất. Nghe nói thế, không ít người Thẩm gia, bao gồm Thẩm Hoa Nguyên, cặp mắt cũng hơi sáng lên. Sinh trưởng trong đại đường, bọn họ hiển nhiên có khuynh hướng chọn con đường thứ hai. Khóe miệng Thẩm Hoa Nguyên khẽ động, đang muốn mở miệng nói gì. Thẩm tiền bối, tiếp theo ngài có tính toán gì không? Thẩm Ngọc đột nhiên chen vào hỏi. Bọn người Thẩm Hoa Nguyên lập tức hiểu ý, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Lạc. Bất luận là đi biên cảnh đại đường hay là đi Trường An, nếu không có Thẩm Lạc tương trợ, bọn họ tuyệt khó bình an đến đích. Thẩm Mỗ muốn đi Trường An một chuyến. Thẩm Lạc hơi im lặng, từ tốn nói. Muốn triệt để biết rõ tình huống ma kiếp, chỉ có tiến về Trường An. Không sai, chúng ta cũng nghĩ như vậy, đi Trường An càng ổn thỏa hơn một chút. Thẩm Hoa Nguyên lập tức nói ra, tu sĩ Thẩm gia khác cũng nhao nhao gật đầu. Nếu thế, chúng ta mau mau lên đường thôi, những yêu vật kia đánh vào Kiến Nghiệp Thành, tiếp theo sẽ có cử động gì, không ai biết được, mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Thẩm Lạc làm sao không minh bạch ý tứ của đám người Thẩm gia, mỉm cười nói. Không sai, đi mau, đi mau. Đám người Thẩm gia bỗng nhiên giật mình, lập tức nói ra. Đội xe lập tức thay đổi phương hướng, đi về hướng Trường An, e sợ những yêu ma Kiến Nghiệp Thành kia. Đuổi theo, một đoàn người nhanh chóng đi đường, mãi đến chạng vạng tối mới ngừng lại. Cũng không phải đám người Thẩm gia không muốn đi tiếp, mà là ngựa kéo xe đã gần như thoát lực, lộ trình phía sau còn cần dùng ngựa, không thể để cho bọn chúng quá mức kiệt quệ. Nơi này là nơi nào? Thẩm Hoa Nguyên nhìn xung quanh hỏi. Cả ngày đi đường, vội vàng, đã không biết chạy tới chỗ nào. Phụ cận nơi này có một ngọn núi cao, trên ngọn núi mọc đầy cây phong, giờ phút này chính là mùa thu, lá phong như lửa, cảnh sắc khá đẹp. Chỉ tiếc là trong lòng tất cả mọi người Thẩm gia nặng nề muốn chạy thoát, nào còn ý nghĩ thưởng thức cảnh đẹp. Trên ngọn núi này mọc đầy cây phong, hẳn là Lâm Xuyên huyện Tê Hà Sơn. Thẩm Thuyên quanh năm bôn ba bên ngoài, biết nhiều về địa lý một chút, đánh giá sơn phong cao lớn một hồi, chần chừ nói ra. Tê Hà Sơn, ân, vậy không hề đi nhầm hướng rồi. Thẩm Hoa Nguyên lấy ra địa đồ, gật đầu nói. Phụ cận con đường có một dòng suối nhỏ, một ít phụ nữ và trẻ em Thẩm ra vội vàng múc nước, tìm một chỗ đất bằng ven đường chôn nồi nấu cơm, bỏ ra một chút sức của mình. Những người khác cũng không nhàn rỗi, dắt những chú ngựa kia đến bên cạnh uống nước ăn cỏ. Đồ ăn nóng hổi rất nhanh đã nấu xong, đám người chạy một ngày đường, sớm đã bụng đói kêu vang, mặc dù đây chỉ là canh rau với màn thầu đơn giản, ăn cũng phi thường ngon. Thẩm tiên bối còn chưa đi ra sao? Thẩm Hoa Nguyên nhìn về phía một chiếc xe ngựa cửa đang đóng kín, thấp giọng hỏi Thẩm Ngọc. Tu vi đến cảnh giới Thẩm Lạc, mấy tháng không ăn không uống cũng không thành vấn đề, trên đường đi đám người Thẩm gia cũng đã quen. Ở trong xe tu luyện, không nên quấy rầy hắn. Thẩm Ngọc cũng nhìn về hướng xe ngựa một cái, nói. Phải có hắn, nếu không tiến về Trường An đường xá xa xôi, có trời mới biết sẽ còn gặp phải chuyện gì. Thẩm Hoa Nguyên gật gật đầu, thở dài nói. Phụ thân không cần suy nghĩ nhiều, Thượng Thiên tự sẽ phù hộ Thẩm gia ta bình an. Thẩm Ngọc khuyên. Lúc Thẩm Hoa Nguyên và Thẩm Ngọc nói chuyện, Thẩm Lạc đang ngồi xếp bằng trong xe ngựa, toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, cố gắng phá giải phong cấm thể nội. Trước đây không lâu ở gần Kiến Nghiệp Thành nhìn thấy một màn kia, để hắn hiểu được xuất khiếu kỳ tại những nơi nhỏ như Trường Thọ Thôn, Đông Lai huyện Thành, Xuân Hoa Thành có lẽ coi là cao thủ. Nhưng chính thức ra thành lớn, đối mặt yêu vật chân chính lợi hại, vẫn là quá yếu, tận lực khôi phục tu vi, lúc gặp nạn mới gia tăng mấy phần sức tự vệ. Tu vi khôi phục lại ngưng hồn hậu kỳ, Thẩm Lạc rõ ràng cảm giác được phong cấm thể nội xuất hiện buông lỏng không nhỏ, tốc độ phá giải lần nữa tăng nhanh. Xem chừng 3-4 ngày nữa là hắn có thể khôi phục lại cảnh giới xuất khiếu kỳ, đến lúc đó khôi phục toàn bộ tu vi, sẽ ở trong tầm tay. Đám người Thẩm ra phía ngoài ăn cơm tối xong, rất nhanh tự mình đi nghỉ ngơi, chỉ lưu lại hai tu sĩ gác đêm. Thời gian trôi qua từng giờ, rất nhanh tới nửa đêm. Trong xe ngựa, Thẩm Lạc nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, đứng dậy chui ra xe ngựa. Thẩm tiền bối. Hai tu sĩ Thẩm ra gác đêm nhìn thấy Thẩm Lạc đi ra,
vội vàng cung kính thi lễ một cái. Gọi tất cả mọi người dậy, có người từ phía sau đến đây, số lượng không ít, khả năng cũng là người chạy nạn. Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Tu sĩ gác đêm sửng sốt một chút, nhìn về phía sau một cái, nghiêng tai lắng nghe, nhưng chẳng cảm ứng được gì cả. Bất quá đối với lời nói của Thẩm Lạc, hai người mảy may không dám hoài nghi, lập tức đi bẩm báo, đánh thức đám người, cũng truyền đạt lời của Thẩm Lạc. Lập tức toàn bộ doanh địa nhốn nháo, những phụ nữ trẻ em không có chiến lực vội vàng trốn vào xe ngựa. Thẩm Ngọc, Thẩm Hoa Nguyên, các tu sĩ thì tự mình nắm chặt pháp khí, phù khí, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn về phía hậu phương. Bây giờ yêu ma hoành hành, thế đạo phân loạn, bất cứ lúc nào cũng không được chủ quan. Không bao lâu, trên đường lớn sau lưng truyền đến tiếng xe ngựa ù vang, cũng hiện ra điểm điểm ánh lửa, làm đám người Thẩm gia rối loạn tưng bừng. Thẩm Lạc thả thần thức quét qua, lập tức thu hết tình huống đám người tới vào trong mắt. Đây là một đội ngũ ước chừng 7-80 người, vây quanh 17-18 cỗ xe ngựa, phục sức mọi người có chút hoa lệ. Người tới ẩn ẩn chia làm hai nhóm, một nhóm mặc trường bào màu trắng, nhân số nhiều hơn. Nhóm người còn lại thì ít hơn, mặc phục sức với màu xanh chủ đạo, tựa hồ là hai gia tộc, trong đó một nửa trở lên đều là tu sĩ, tích cốc kỳ có 5-6 người, còn có hai ngưng hồn kỳ. Bất quá, trên mặt những người này đều mệt rã rời, y phục trên người dơ bẩn lộn xộn, còn mang theo vết máu, tựa hồ trước đây không lâu vừa trải qua một trận ác chiến. Theo đối phương không ngừng tới gần, mấy người Thẩm Ngọc cũng dần dần thấy rõ người tới, sắc mặt cũng có chút khẩn trương lên. Ngược lại đúng dịp, lại là hai gia tộc. Thẩm Lạc nhíu mày lại, thì thào nói. Hắn lẩm bẩm nói rất nhỏ, chỉ có Thẩm Ngọc bên cạnh nghe được, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đội ngũ cách đám người Thẩm gia ước chừng 5-60 trượng liền ngừng lại. Xin hỏi phía trước là gia tộc nào? Một nam tử trung niên áo trắng trên mặt mang vết sẹo từ đội ngũ đi ra, cất giọng hỏi. Người này chính là một trong hai tên tu sĩ ngưng hồn kỳ kia. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 325, kết bạn đồng hành. Chúng ta là tộc nhân Thẩm gia thuộc Xuân Hoa Thành, không biết chư vị là ai? Thẩm Hoa Nguyên cất giọng trả lời. Nam tử mặt sẹo không trả lời Thẩm Hoa Nguyên, mà dò xét đám người Thẩm gia một chút, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người Thẩm Lạc, sắc mặt hơi đổi, xa xa chắp tay. Thẩm Lạc ôm quyền hoàn lễ, Thẩm Hoa Nguyên không được để, ý nên có chút tức giận, nhưng nhìn Thẩm Lạc và nam tử mặt sẹo im ắng giao lưu, mơ hồ đoán ra cái gì, tự nhiên cũng không nổi giận nữa. Nam tử mặt sẹo lại nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, quay người thương lượng vài câu với người sau lưng, mở miệng nói, chúng ta là hai nhà Bạch Lâm ở Kiến Nghiệp Thành. Từ Kiến Nghiệp Thành một đường đào vong đến đây, thật sự là người kiệt sức, ngựa hết hơi, muốn mượn chỗ nơi này của quý vị nghỉ ngơi một chút, không biết có tiện hay không. Đạo hữu khách khí, nơi này cũng không phải chỗ của chúng ta, chư vị xin cứ tự nhiên. Đám người Thẩm gia còn đang chần chừ, Thẩm Lạc đã mở miệng đáp ứng. Đa tạ. Nam tử mặt sẹo cảm ơn một tiếng, quay người an bài đám người mình nghỉ ngơi, lấy nước nấu cơm. Đám người Thẩm gia có chút không muốn, nhưng Thẩm Lạc đã mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói gì nữa. Bạch gia, chẳng lẽ là Bạch gia khu ma ở Kiến Nghiệp Thành kia? Thẩm Hoa Nguyên nhìn hai nhà Bạch, Lâm bận rộn, đột nhiên hỏi. Chắc là không phải, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Một tu sĩ Thẩm gia bên cạnh lắc đầu nói. Thẩm tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Hoa Nguyên quay qua nhìn Thẩm Lạc bên cạnh, đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì vừa rồi Thẩm Lạc còn đứng bên cạnh, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Ở nơi đó, Thẩm Ngọc đưa tay chỉ về phía trước. Lúc này Thẩm Lạc đã đi tới nơi trú đóng của hai nhà Bạch, Lâm. Nam tử mặt sẹo kia cùng một thiếu phụ áo xanh thấy thế đi ra đón. Thiếu phụ có dung mạo xinh đẹp, thân hình thướt tha mềm mại, chỉ là một đôi lông mày như lưỡi dao, thân sắc có chút cao ngạo, giống nam tử mặt sẹo, cũng là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Đa tạ đạo hữu để cho chúng ta dừng lại ở đây. Nam tử mặt sẹo rất là khiêm tốn, chắp tay nói. Nơi này cũng không phải chỗ bọn hắn, Bạch đạo hữu làm gì đa lễ như vậy? Thiếu phụ áo xanh nhìn Thẩm Lạc một chút, lại nhìn đám người Thẩm gia ở xa, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, giống như đại hộ trong thành nhìn người quê mùa nông thôn, từ trên cao nhìn xuống nói ra. Lâm đạo hữu, ngươi sao nói như thế?
nơi này là Thẩm đạo hữu bọn hắn tới trước, chúng ta muốn đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi, tự nhiên nên xin phép người ta một chút, như vậy mới hợp lễ nghi. Lông mày nam tử mặt sẹo hơi cau lại, có chút răn dạy nói. Thiếu phụ áo xanh tựa hồ khá e ngại nam tử mặt sẹo, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Mọi người đều là người lưu lạc, sao lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Tại hạ Thẩm Lạc, không biết tính danh hai vị đạo hữu là gì. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, hỏi, tại hạ Bạch Bích, vị này là Lâm Hàn Nguyệt. Nam tử mặt sẹo giới thiệu, nguyên lai là Bạch đạo hữu và Lâm đạo hữu. Trước đó chúng ta muốn đi Kiến Nghiệp Thành tị nạn, kết quả phát hiện Kiến Nghiệp Thành bị yêu thú vây khốn, thế là vội vàng rời đi. Hai vị từ Kiến Nghiệp Thành đến, không biết tình huống hiện tại nơi đó thế nào. Thẩm Lạc lại hỏi, nghe lời này, trong mắt Bạch Bích lóe lên một tia bi thống, thần sắc Lâm Hàn Nguyệt cũng ảm đạm. Ai, từ nay về sau, trên đời chỉ sợ không còn Kiến Nghiệp Thành nữa rồi. Bạch Bích ngửa mặt lên trời thở dài, bi thương nói ra. Không ngờ, đường đường cố đô Lục Triều, cuối cùng lại bị hủy bởi tay yêu ma. Thẩm Lạc nghe vậy, đã biết kết cục Kiến Nghiệp Thành, đồng dạng cũng xúc động. Thẩm đạo hữu, tiếp theo các ngươi định đi nơi nào? Bạch Bích không muốn nói nhiều về việc này, mở miệng hỏi. Bây giờ yêu ma họa thế, Kiến Nghiệp Thành cũng đã bị luân hãm, tình huống những thành trì khác chỉ sợ cũng không khác, trước mắt nơi an toàn chỉ có Trường An Thành, chúng ta đang định đến đó. Thẩm Lạc nói, chúng ta cũng đến đó, nếu gặp ở đây, cũng coi là hữu duyên, chúng ta kết bạn đồng hành đi, như thế nào? Bạch Bích cao hứng mời, cùng bọn hắn kết bạn đi. Bạch đạo hữu, không cần như thế. Đa phần người Thẩm gia đều là phàm nhân, gặp chuyện gì chắc chắn níu chân chúng ta. Lâm Hàn Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhịn không được xen vào nói. Người hai tộc chúng ta cũng cưỡi xe ngựa, tốc độ mọi người đi không khác lắm, làm sao níu chân nhau. Có Thẩm đạo hữu gia nhập, thực lực chúng ta tăng nhiều, tự nhiên càng thêm an toàn. Bạch Bích lại nói, vậy cũng được, đến lúc đó đừng liên lụy chúng ta là được. Lâm Hàn Nguyệt có chút chán ghét lườm Thẩm Lạc một cái, nói. Thẩm Lạc cũng không phản đối đề nghị này, như Bạch Bích nói, tất cả mọi người đều cưỡi xe ngựa tiến lên, tốc độ không sai biệt lắm. Đi cùng đội xe hai nhà Bạch Lâm sẽ không kéo chậm tiến trình, mà sẽ an toàn hơn chút, hắn cũng có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn, chỉ là hắn không thể tự tiện đáp ứng. Thẩm Mỗ mặc dù tạm thời đồng hành cùng người Thẩm gia, nhưng không phải người chủ sự. Bạch đạo hữu ngươi vẫn nên hỏi một chút tộc trưởng của bọn họ đi. Thẩm Lạc nói một tiếng, quay người nhìn về phía Thẩm Hoa Nguyên, vẫy vẫy tay với gã. Bạch Bích thấy hành động này của Thẩm Lạc, trong mắt bất giác hiện lên một tia kinh ngạc. Thẩm tiền bối, hai vị tiền bối. Thẩm Hoa Nguyên nhìn thấy Thẩm Lạc gọi, vội vàng đi tới. Bạch Bích không vì Thẩm Hoa Nguyên chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà lộ vẻ coi thường, nói lại đề nghị vừa rồi. Hai vị này là chủ sự hai nhà Bạch Lâm, thế gia khu ma chứ danh ở Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc mở miệng giới thiệu thân phận hai nhà Bạch Lâm. Không vấn đề, có thể đồng hành cùng gia tộc hai vị tiền bối là vinh hạnh của Thẩm gia chúng ta. Thẩm Hoa Nguyên nghe Thẩm Lạc nói, trong mắt lóe lên vẻ kích động, lập tức nói ra. Vậy là tốt rồi. Bạch Bích mỉm cười nói ra, ánh mắt rời khỏi thân Thẩm Hoa Nguyên. Thẩm Hoa Nguyên thức thời cáo từ rời đi, quay trở về trong đám người Thẩm gia, kể lại chuyện thỏa thuận vừa rồi cùng hai nhà Bạch Lâm cho mọi người nghe. Đám người Thẩm gia nghe vậy đều vui mừng, Thẩm Ngọc nhìn về phía Thẩm Lạc, xa xa, con mắt càng sáng tỏ. Thẩm đạo hữu cố ý tới, không đơn thuần là vì tán gẫu với hai nhà chúng ta chứ, chắc là có chuyện gì. Không ngại nói rõ, Bạch Bích chờ Thẩm Hoa Nguyên rời đi, cười ha ha nói. Gã vốn cho rằng Thẩm Lạc là người chủ sự Thẩm gia, nhưng nhìn tình huống vừa rồi lại không phải như vậy. Trước đó hai tộc bọn họ đến chỗ này thỉnh cầu dừng lại ở đây, Thẩm Lạc lại thay Thẩm gia đáp ứng, tất nhiên là có thâm ý khác. Bạch đạo hữu nói chuyện sảng khoái, ngược lại là tại hạ không đủ sảng khoái. Thẩm Mỗ tới đúng là có một việc hỏi, trong tay hai vị có lá bùa và phù mặc không? Phù vàng bình thường hoặc phù xanh, phù mặc bình thường cũng được, số lượng càng nhiều càng tốt. Thẩm Lạc khẽ cười một tiếng hỏi, bây giờ lá bùa và phù mặc trong thất tinh bút cơ bản đã dùng hết, tiểu lôi phù cũng còn thừa không nhiều, đường tiến về Trường An cắt hung khó liệu, cần bổ sung gấp một chút. Ha ha, không ngờ Thẩm đạo hữu lại tinh thông thuật phù lục. Bạch gia ta có không ít phù sư, đạo hữu chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Bạch Bích thông khoái nói ra,
quay người đi đến hướng đám tu sĩ Bạch gia. Trên mặt Lâm Hàn Nguyệt hiện lên một tia không kiên nhẫn, quay người đi đến đội xe Lâm gia, tựa hồ khinh thường ở cùng chỗ với dạng tán tu như Thẩm Lạc. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 326, Cảnh giác. Sau một lát, Bạch Bích quay lại, trong tay đã nhiều hơn một sấp phù vàng dày cùng một sấp nhỏ phù xanh, cùng hai bình đen nhỏ. Tính cách Lâm đạo hữu là như vậy, xin Thẩm đạo hữu chớ trách. Gã thấy Lâm Hàn Nguyệt đã bỏ đi, có chút lúng túng nói. Không sao, Bạch đạo hữu có tìm được vật tại hạ cần không? Thẩm Lạc khoát tay áo, nhìn thoáng qua vật trong tay Bạch Bích hỏi. Lúc rời kiến nghiệp thành quá vội vàng, chưa kịp mang nhiều đồ vật, chỉ tìm được nhiêu đây. Bạch Bích mỉm cười đưa vật cầm trong tay tới. Đã đủ rồi, đa tạ. Thẩm Lạc đưa tay tiếp nhận, thần thức dò xét một chút, phát hiện phù vàng có hơn 200 tấm, thanh xương chỉ cũng 450 tấm, phù mặc cũng thập phần sung túc. Trên thân Thẩm Mũ Tiên Ngọc cũng không nhiều, vậy dùng vật này trao đổi đi. Hắn lật tay lấy ra một gốc linh thảo xanh biếc dài hơn thước, lá như lá sen, gốc như củ cải, lấy được từ trong Phương Thốn Sơn. Cam La Thảo. Những lá bùa phù mặc này đều là vật tầm thường, dùng Cam La Thảo trao đổi quá bị thua thiệt đi. Bạch gia ta không thể chiếm tiện nghi đạo hữu như vậy được. Bạch Bích cũng là người biết hàng, lập tức nhận ra cây linh thảo này, lắc đầu nói. Như vậy đi, nếu Bạch đạo hữu có địa tinh thảo, có thể cho tại hạ vài cọng, hoặc là tùy ý cho ít tiên ngọc là được. Thẩm Lạc nói như thế, nếu có địa tinh thảo, cũng có thể thử một chút thần hành giáp mã phù. Chỗ ta có 5 cây địa tinh thảo, đổi lấy Cam La Thảo của ngươi. Một thanh âm có chút ngạo mạn truyền tới từ bên cạnh, lại là Lâm Hàn Nguyệt đang đi tới nơi này. Nàng đưa tay ném một cái hộp ngọc tới, lạch cạch một tiếng rơi vào bên chân Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe Lâm Hàn Nguyệt nói có địa tinh thảo, lúc đầu trong lòng vui mừng, nhưng nhìn thấy thái độ đối phương, lông mày nhíu một cái. Ha ha, không ngờ trong tay Lâm đạo hữu có địa tinh thảo, vậy thì tốt quá. Thẩm đạo hữu, dùng 5 cây địa tinh thảo này cùng những lá bùa phù mặc này đổi gốc Cam La Thảo của ngươi nha, như thế nào? Bạch Bích vội vàng đi tới hòa giải, cầm lấy hộp ngọc trên đất mở ra, bên trong chứa 5 cây linh thảo xanh biếc lớn chừng bàn tay, dễ dài nhỏ, đưa tới trước người Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp động 2 lần, kiềm chế tức giận trong lòng, tiếp nhận hộp ngọc cùng những lá bùa này, đưa Cam La Thảo trong tay tới, không nói một lời quay người đi về hướng đội xe Thẩm gia. Bạch Bích nhìn thấy Thẩm Lạc rời đi, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng lên, trên quần áo phía sau ướt đẫm mồ hôi. Gã vừa rồi bén nhạy phát giác được trên thân Thẩm Lạc lóe lên sát khí lạnh thấu xương rồi biến mất, giờ phút này còn đàn hãi hùng khiếp vía. Loại sát khí kia gã chỉ cảm thụ được trên thân một vị xuất khiếu kỳ Bạch gia tu luyện sát đạo kiếm thuật, mà luồng sát cơ của Thẩm Lạc tựa hồ còn mãnh liệt hơn vị tiền bối kia. Trong lòng của gã càng chắc chắn, Thẩm Lạc tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, ý muốn lôi kéo càng tăng thêm. Thẩm Lạc trở về xe của mình, lập tức động thủ vẽ tiểu lôi phù. Bây giờ ở trong giấc mộng, hắn vẽ bùa tốt hơn nhiều so với hiện thực, vẽ tiểu lôi phù gần như không thất bại, rất nhanh vẽ hơn 100 tấm. Tiểu lôi phù tạm thời đã đủ, thử một chút thần hành giáp mã phù cùng thanh phong phá trướng phù đi. Hắn vẽ xong tiểu lôi phù, thu nhập vào trong thất tinh bút, thì thào nói. Tuy hiện tại khôi phục tu vi mới là chuyện khẩn yếu, bất quá nếu đã gom đủ tài liệu, hắn vẫn muốn thử vẽ một chút hai loại phù lục mới được kia. Ở trong giấc mộng nếu có thể nắm giữ, trở về hiện thực học được bọn chúng sẽ không tốn quá nhiều thời gian như quá sơn phù vừa rồi. Thẩm Lạc lấy ra một cái chén nhỏ, đổ ra một chén phù mặc, sau đó cầm qua một gốc địa tinh thảo, tay phải khẽ động. Lòng bàn tay nổi lên một tầng kim quang bao phủ địa tinh thảo vào trong, nhẹ nhàng nghiền một cái. Địa tinh thảo làm sao có thể ngăn cản uy lực Hoàng Đình Kinh, lập tức bị mài thành một đoàn lục dịch nhỏ. Hắn lọc đi tạp chất trong lục dịch, bỏ nó vào trong phù mặc, trộn lẫn với nhau, trên phù mặc lập tức nhiễm lên một tầng màu xanh lá. Thẩm Lạc gật gật đầu, cầm lấy phù bút, trong đầu nhớ kỹ lại thần hành giáp mã phù, sau đó bắt đầu vẽ bùa. Thần hành giáp mã phù mặc dù phù văn phức tạp, bất quá lấy tu vi hắn cùng độ thuần thục vẽ bùa bây giờ. Chỉ vẽ 5 tấm, đến tấm thứ 6 đã thành công. Hắn nhìn phù lục vẽ thành trong tay, rót pháp lực vào trong đó, tụng niệm chú ngữ. Phù lục lập tức bốc cháy lên, hóa thành một chùm cho giấy nhẹ nhàng,
trôi nổi giữa không trung. Theo Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, cho giấy lướt xuống, một phân thành hai hấp thụ trên hai chân hắn. Hắn cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng dị thường, thể trọng giảm bớt hơn phân nửa, tựa hồ hơi chút dùng sức là có thể nhẹ nhõm bay vụt ra ngoài. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn tin rằng cho dù không thôi động pháp lực, cũng không cần tận lực thôi động lực nhục thân là có thể nhanh hơn Tuấn Mã Phi, phối hợp với Tà Nguyệt Bộ, hiệu quả sẽ càng tốt. Mấu chốt nhất chính là phù lục này còn có thể đặt lên thân người thường không có pháp lực. Hắn bấm niệm pháp quyết tán đi cho giấy trên chân, cẩn thận nhớ lại cảm ngộ vừa mới vẽ bùa, lại liên tiếp vẽ 5 tấm. Lúc này mới cầm lấy sấp thanh xương chỉ kia, bắt đầu nghiên cứu thanh phong phá chướng phủ. Một đêm trôi qua rất nhanh, bên ngoài sắc trời bắt đầu sáng lên. Thẩm Lạc nhìn 5 tấm thần hành giáp mã phù cùng 3 tấm thanh phong phá chướng phủ trong tay, lộ ra vẻ hài lòng, thu phù lục vào trong người, đang muốn xuống xe hoạt động gân cốt một chút. Nhưng vào lúc này, một đoàn hồng quang từ góc khuất trong buồng xe sáng lên, nhanh chóng chớp động sáng tối, chính là Quá Sơn phủ. Có yêu vật tới gần, mọi người chú ý. Sắc mặt Thẩm Lạc siết chặt, xoay người xuống xe, cất giọng quát to một tiếng. Đám người Thẩm gia đang ở bên ngoài thu thập hành trang, bọn họ sớm thành thói quen với Thẩm Lạc thần thông quảng đại, vừa nghe tiếng, lập tức nhanh chóng phản ứng. Những phụ nữ và trẻ em lập tức tiến vào buồng xe ngựa, người có tu vi nắm chặt vũ khí, bảo vệ quanh những chiếc xe ngựa kia. Thẩm, Lâm hai nhà giờ phút này cũng đã đứng lên, đang chuẩn bị xuất phát, nghe được Thẩm Lạc cảnh báo, thần sắc bọn họ cũng siết chặt, nhao nhao cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Thời gian trôi qua từng chút, xung quanh tĩnh mịch như lúc ban đầu, nhưng không có yêu vật xuất hiện. Cố Lộng Huyền Hư, Lâm Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo ý châm chọc rõ ràng. Bạch Bích lật tay lấy ra phù lục màu trắng, trong miệng tụng niệm chú ngữ, phù lục xoẹt một tiếng vỡ vụn, hóa thành một đoàn bạch quang sáng tỏ, sau đó như là sóng nước dập dờn ra xung quanh, tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Sóng ánh sáng màu trắng nhộn nhạo một hồi trên không trung, chậm rãi biến mất, không có bất kỳ dị dạng gì xuất hiện. Đám người Bạch gia, còn có người Lâm gia bên cạnh vốn thân thể căng cứng, lúc này mới trầm tĩnh lại. Thẩm đạo hữu, không biết yêu vật kia tiềm phục ở nơi nào, hay là đã đi xa. Bạch Bích ngược lại không buông lỏng, nhìn Thẩm Lạc chắp tay hỏi. Thẩm Lạc sớm đã để ý cử động của Bạch Bích vừa rồi, thần thức từ lâu đã tràn, ngập ra, dò xét tình huống xung quanh. Mặc dù cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì, nhưng trong buồng xe Quá Sơn phù vẫn đang chớp động hồng quang. Yêu vật kia tiềm phục phụ cận, tấm Quá Sơn phù này của ta có thể cảm giác được yêu khí xung quanh, mọi người phải cẩn thận. Thẩm Lạc nói xong, gỡ Quá Sơn phù từ trong xe xuống, đưa ra cho mọi người xung quanh thấy. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 327, Bách Túc Tướng Quân. Bạch Bích nhìn phù lục chớp sáng trong tay Thẩm Lạc, ánh mắt chớp động, không nói gì. Hừ, bằng một tấm giã phù không biết từ đâu tới liền muốn chỉ huy mọi người. Thẩm đạo hữu, muốn làm náo động, ngươi cũng nên lấy cái cớ tốt một chút. Chúng ta còn phải đi đường, xin lỗi không tiếp được. Lâm Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên một con ngựa, đi tới phía trước. Đám người Lâm gia thấy vậy, nhao nhao đi theo, không ít người quay đầu lại mang theo vẻ đùa cợt nhìn Thẩm Lạc. Bạch Bích thấy cảnh này, hơi nhướng mày, đang muốn nói gì. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Phía trước hơn trăm trượng, mặt đất dưới chân ngựa của Lâm Hàn Nguyệt đột nhiên soạt một tiếng vỡ ra, lộ ra một lỗ lớn đen sì. Ngựa đạp hụt một cước, lập tức ngã vào lỗ hổng, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lâm Hàn Nguyệt dù sao cũng là tu sĩ ngưng hồn kỳ, phản ứng cực nhanh, lúc sắp ngã vào lỗ đen, bên ngoài thân đại thịnh lam quang, thả người vọt lên phía trên. Nhưng không đợi nàng bay cao, trong cái hang lớn màu đen kia phát ra quái khiếu ô ô, một cỗ gió lốc gần như có thể nhìn thấy trào lên, điên cuồng hút lấy hết thảy xung quanh. Lâm Hàn Nguyệt không có lực phản kháng chút nào, hoảng sợ kêu to bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người Lâm gia cũng bị cỗ lực hút này tác động đến, vèo một tiếng bay vào trong đó, không kịp kêu thảm. Cách đó không xa Bạch Bích quá sợ hãi, muốn xuất thủ cứu trợ Lâm Hàn Nguyệt, đáng tiếc đã muộn. Cái hang lớn màu đen không tiếp tục hút vào quá lâu, rất nhanh liền đình chỉ, sau đó mặt đất đột nhiên hở ra,
một cái đầu màu đỏ to bằng nửa gian phòng từ bên trong chui ra. Phía trên bao trùm lớp vảy màu đỏ sáng lớn cỡ một xích, trong miệng to như chậu máu mọc đầy răng thô to sắc nhọn, thoạt nhìn như một con cự trùng. Những người Lâm gia còn lại bị đột biến vừa rồi dọa cho ngây ngốc, giờ phút này nhìn thấy đầu cự trùng đáng sợ kia. Lúc này mới kịp phản ứng, đều hoảng sợ kêu to, quay người chạy trốn về hướng bọn Thẩm Lạc bên này. Đầu trùng màu đỏ đáng sợ phát ra một tiếng gầm rú giống như bị trêu tức, bỗng nhiên bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đã vượt qua vài chục trượng, cắn một cái vào phần eo nam tử trung niên Lâm gia. Máu tươi bắn ra, người kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay liều mạng muốn tránh thoát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mọi người lúc này mới thấy rõ con yêu vật này là một con rết khổng lồ màu nâu đỏ, không biết dài bao nhiêu, thân thể nhô ra mặt đất đã dài vài chục trượng, nhưng phần đuôi vẫn chưa lộ ra. Yêu vật rết há miệng nuốt người Lâm gia kia vào, lần nữa thân thể uốn éo nhào về phía những người Lâm gia khác. Không tốt, đây là Bách Túc tướng quân. Bạch Bích tựa hồ nhận ra con yêu vật này, lập tức gầm thét lên tiếng, trong tay đại thịnh xích quang, lăng không vung lên. Một thanh phi kiếm màu đỏ tuột tay bắn ra, phía trên thiêu đốt lửa nóng hừng hực, phát ra tiếng kêu chói tai, khí thế hung hăng chém về phía đầu của con rết màu đỏ. Trong đôi mắt màu đỏ tươi của Bách Túc tướng quân hiện lên một tia khinh thường, đầu nhẹ nhàng hất lên, đánh vào trên phi kiếm màu đỏ. Ầm một tiếng vang lớn, tia lửa bắn tung tóe. Phi kiếm màu đỏ nhanh như chớp xoay một vòng bay ngược trở về, hỏa diễm phía trên bị đánh tan hơn phân nửa. Mà thân thể Bạch Bích đại chấn, bạch 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 lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Trên đầu Bách Túc tướng quân có một khối lân phiến bị vạch ra một đạo bạch ngấn, ẩn hiện vết rạn. Giống. Nó tức giận phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức từ bỏ trục cắn những người Lâm gia khác, quay người phóng thẳng tới Bạch Bích. Sau lưng mang theo đạo đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã đến trước người gã, miệng máu mở lớn, một cỗ tinh phong đập vào mặt. Lúc này thân hình Bạch Bích bất ổn, phi kiếm lại bị đánh bay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kim ảnh hiện lên, một vệt kim quang bao phủ một bóng người như quỷ mị xuất hiện trước Bách Túc tướng quân, song quyền như điện đảo ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, tựa như kinh lôi nổ vang, từng đạo quyền phong vỡ vụn bay vụt tứ tán, vạch mặt đất phụ cận ra từng rãnh sâu. Thân thể cao lớn Bách Túc tướng quân bị phản chấn quay về, nhưng nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền ổn định thân hình. Giờ phút này nó đã triệt để hiện ra thân hình hẹp dài, dài chừng hai mươi mấy trượng. Toàn thân to lớn bao trùm lân giáp màu nâu đỏ, hai bên thân thể là hai hàng móng vuốt dày đặc, nhìn dị thường dữ tợn. Bóng người kim quang bay ngược về, sau khi hạ xuống liền bạch 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 lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình, hiện ra thân ảnh Thẩm Lạc, mặt hắn lộ ra một tia chấn kinh. Từ khi hắn tu thành Hoàng Đình Kinh, về mặt sức mạnh chưa bao giờ bị thua, cho dù trước đó tại Xuân Hoa Thành đối mặt hai con côn trùng màu đen xuất khiếu kỳ kia cũng như thế. Nhưng vừa rồi đối cứng với yêu vật rết trước mắt lại rơi vào hạ phong. Các ngươi mau rời khỏi đây, chạy trốn xa đi, để ta ngăn nó lại. Sắc mặt Thẩm Lạc ngưng trọng, cũng không quay đầu lại quát lớn. Đám người Thẩm gia không nói hai lời, dưới Thẩm Hoa Nguyên cùng Thẩm Ngọc dẫn đầu, lập tức giữ chặt ngựa đang cuồng hí nhảy loạn, chạy như bay về phía trước người. Bạch gia cũng kịp phản ứng, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Về phần người của Lâm gia càng không cần phân phó, tất cả mọi người bổ nhào chạy trốn, chỉ hận chính mình chạy không đủ nhanh. Trong nháy mắt, trong chàng chỉ còn lại hai người Thẩm Lạc và Bạch Bích. Bạch đạo hữu, ngươi cũng đi mau, bảo vệ tốt những người khác. Thẩm Lạc vội vàng truyền âm. Đa tạ ân Thẩm đạo hữu vừa mới cứu mạng, ngươi cũng phải coi chừng. Bạch Bích cũng không cậy mạnh, nói một tiếng, phất tay triệu hồi phi kiếm màu đỏ kia, quay người lao về phía xa. Chạy! Trước mắt Bách Túc tướng quân ta, những nhân tộc các ngươi đừng mong chạy thoát một ai. Bách Túc tướng quân nói tiếng người, phát ra tiếng giống khàn giận dữ, lần nữa bay nhào qua. Giáp xác trên đầu của nó xuất hiện hai quyền ấn lõm vào, lân giáp phụ cận cũng hiện ra mấy vết rạn thật dài, trong đó ẩn hiện huyết sắc. Một cỗ yêu khí khổng lồ từ trên thân nó bộc phát ra, giống như sóng dữ quét tới. Hỏng bét, kẻ này chỉ sợ là xuất khiếu hậu kỳ. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, trên hai chân sáng lên hai đoàn quang mang ánh trăng, lóe lên lướt ngang bên cạnh. Đầu Bách Túc tướng quân uốn éo theo, há to miệng rộng, một mảnh yêu hỏa màu tím bắn ra, giống như sóng dữ vọt tới đỉnh đầu Thẩm Lạc, phô thiên cái địa chụp xuống.
hai chân Thẩm Lạc khẽ động, từ lướt sang bên cạnh biến thành bắn ngược ra sau, đồng thời bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Trong tiếng va chạm bọt nước ầm ầm, sông nhỏ phụ cận dâng lên mấy dòng nước thô to, giống như giao long nhảy múa, đập vào trên những yêu hỏa kia. Nhưng những yêu hỏa màu tím kia vô cùng lợi hại, dòng nước đập vào phía trên, chẳng những không dập tắt, ngược lại bị tùy tiện bốc hơi. Bất quá yêu hỏa màu tím cũng bị cản trở một chút, Thẩm Lạc thừa cơ nhanh chóng lui lại, trước khi yêu hỏa màu tím rơi xuống đã lướt ra khỏi phạm vi yêu hỏa bao phủ. Ầm, yêu hỏa màu tím đánh vào trên đất trống, lập tức bốc cháy đôm đốp, mặt đất như ngọn nến bị hòa tan, cháy đen một mảnh. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, nhưng giờ phút này, bên người hắn truyền đến một cỗ kình phong bão táp, lại là con Bách Túc tướng quân kia quét ngang đuôi tới, lóe lên đã đến trước người hắn. Tốc độ con Bách Túc tướng quân này thực sự nhanh đến mức dọa người. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 328: Nghìn cân treo sợi tóc. Trên hai chân Thẩm Lạc chớp động ánh trăng, không khí xẹt qua một đường vòng cung sáng như tuyết, lần nữa kiệt lực tránh né. Nhưng lần này hắn không hoàn toàn tránh thoát, thân thể bị cái đuôi Bách Túc tướng quân quét trúng một chút, ầm một tiếng bị đánh bay ra sau, va vào rừng cây phụ cận. Liên tiếp thanh âm cây cối đứt gãy truyền ra, 4-5 gốc đại thụ đứt gãy sụp đổ. Lưng Thẩm Lạc tựa vào một gốc đại thụ bị rạn nứt, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, quần áo trên người rách nát, bả vai trái ứ đọng máu một mảnh, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng, lật tay lấy ra hai tấm thần hành giáp mã phù, lập tức bấm niệm pháp quyết thôi động. Phù lục bốc cháy lên, trong chớp mắt hóa thành hai đoàn tro giấy, chia ra bám vào trên hai chân hắn. Không đợi hắn làm gì nữa, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, thân hình Bách Túc tướng quân lần nữa bay vụt tới. Cái đầu khổng lồ phảng phất một viên thiên thạch, đập mạnh xuống, căn bản không cho hắn một chút thời gian thở dốc. Thẩm Lạc không lo điều chỉnh thân hình, lập tức đứng lên, hai chân đạp xuống mặt đất lướt ngang qua bên trái. Vèo một tiếng, thân hình hắn đột nhiên biến thành một đạo ảo ảnh mơ hồ, lướt ngang ra 20-30 trượng, nhẹ nhõm tránh thoát một kích của Bách Túc tướng quân. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, lần đầu thử thần hành giáp mã phù hiệu quả rất là hài lòng. Bách Túc tướng quân cũng ngơ ngác một chút, nhưng ngay lập tức phát ra công kích, miệng phun ra một mảnh yêu hỏa màu tím về phía Thẩm Lạc. Cái đuôi cũng quét ngang đến, nhẹ nhõm nện đứt mười mấy gốc đại thụ. Những cây cối bị nện đứt kia cũng bị kình phong bao phủ, đánh về phía Thẩm Lạc. Bây giờ Thẩm Lạc đã khác với lúc trước, trên chân chớp động ánh trăng, thân hình huyễn hóa thành một đạo huyễn ảnh mắt thường khó thấy, nhẹ nhõm tránh thoát công kích phô thiên cái địa kia. Ánh mắt của hắn chuyển động, thả người bỏ chạy về phía một chỗ khác trong rừng cây. Mới qua một đoạn thời gian, người ba nhà khẳng định còn chưa trốn đi xa, hắn muốn dẫn Bách Túc tướng quân này đi xa chỗ bọn họ. Bách Túc tướng quân tựa hồ bị khiêu khích, giống giận đuổi sát theo. Thẩm Lạc dựa vào thần hành giáp mã phù tương trợ, chân liên tục điểm trên cành cây trong rừng, thân thể vẽ ra trên không trung một đoàn hư ảnh thật dài. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mấy hơi thở đã nhảy ra rừng cây, muốn tiếp tục bay lượn về phía xa. Bỗng một trận tiếng kêu thảm kinh khủng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trong lòng Thẩm Lạc giật mình, quay đầu nhìn lại là ba nhà còn chưa trốn đi xa đang đại loạn. Một yêu vật màu vàng dài mười mấy trượng, tương tự địa long không biết từ chỗ nào xông ra, đánh giết vào đội xe ba nhà, nó đang tùy ý đồ sát. Yêu vật địa long kia khác với Bách Túc tướng quân, tựa hồ không có hứng thú nuốt ăn nhân tộc, chỉ là đang hưởng thụ khoái cảm giết chóc. Trong miệng phát ra tiếng gào rít hưng phấn, trong nháy mắt đã có mười mấy bộ thi thể máu me đầm đìa nằm trên mặt đất. Tu sĩ ba nhà giống dẫn xuất thủ, các loại công kích như mưa rơi đánh về phía địa long. Giữa không trung, Bạch Bích đạp trên một thanh hỏa hồng phi kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp. Từng đạo kiếm khí màu đỏ không ngừng bắn xuống, chém về phía địa long. Nhưng thực lực địa long mạnh mẽ, lại da thô giáp dày, trừ Bạch Bích công kích để nó có chút cố kỵ, những người khác công kích rơi xuống người nó căn bản không có hiệu quả. Trong lòng Thẩm Lạc khẩn trương, nhưng con Bách Túc tướng quân phía sau, hắn đã ứng phó gian nan, căn bản không rảnh đi cứu trợ đám người phía xa. Bách Túc tướng quân giờ phút này cũng đuổi theo ra rừng cây, nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Lạc lo lắng nhìn về phía ba đội xe ở xa. Trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên bỏ Thẩm Lạc, đánh tới phía đội xe. Thẩm Lạc nhìn thấy cử động này của Bách Túc tướng quân,
biến sắc, đang muốn đuổi theo, trong mắt hơi híp lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhanh chóng dừng lại, hai tay trùng điệp kết một cái thủ ấn phức tạp, bỗng nhiên chỉ trùng thiên một cái. Quang mang ánh sao chói mắt từ trên thân hắn dâng lên, trong mắt cũng bắn ra hai đạo quang mang rạng rỡ. Bách Túc tướng quân cảm ứng được cử động của Thẩm Lạc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau một khắc không để ý nữa, tiếp tục chạy tới phía trước. Trong miệng Thẩm Lạc tụng niệm chú ngữ, hai tay nắm thành chảo, ra sức vung lên, tựa hồ đang lôi kéo thứ gì xuống. Giờ phút này sắc trời đã dần sáng, hơi sáng trên bầu trời đột nhiên nổi lên một tầng kim quang, gần nửa chân trời đều nhuộm thành màu hoàng kim. Tiếng thét to lớn từ giữa không trung vang lên, kim mang lóe lên chói mắt. Một hư ảnh ngôi sao màu vàng lớn chừng vài chục trượng nổi lên giữa không trung, tiếp theo như lưu tinh bắn xuống, đánh về phía Bách Túc tướng quân. Thân sắc Bách Túc tướng quân lúc này mới đột biến, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Trên người nó điên cuồng phát ra hồng quang, thân thể thô to hất lên, phần phật một tiếng hóa thành một trùng ảnh rết màu đỏ, đánh vào trên hư ảnh ngôi sao màu vàng. Nhưng mặt ngoài hư ảnh ngôi sao màu vàng tỏa ra gợn sóng màu vàng, trùng ảnh màu đỏ như gặp khắc tinh, lập tức tan rã từng khúc, một chút tác dụng cũng không có. Ngôi sao màu vàng tiếp tục bay vụt xuống, độ lớn tăng lên mấy lần, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng, đánh vào trên thân Bách Túc tướng quân đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ầm ầm, mặt đất nổ vang ầm ầm, nhấc lên một cỗ khí lãng khói bụi mãnh liệt, phá đi một tầng bùn đất trên mặt đất phụ cận, một ít tảng đá hơi nhỏ cũng bị cuốn bay ra ngoài. Một đồ án ngũ giác kim tinh lớn 20-30 trượng khắc trên mặt đất, xung quanh còn bao quanh một vòng phù văn, tản mát ra trận trận ba động ánh sao. Bách Túc tướng quân bị phong ấn ở chính giữa ngôi sao năm cánh, hồng quang bên ngoài thân tiêu tán hầu như không còn, toàn thân không nhúc nhích, phảng phất con ruồi trong hổ phách. Thẩm Lạc thấy vậy, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thi triển tam tinh diệt ma vốn định kiềm chế một chút con Bách Túc tướng quân này, miễn cho người ba nhà hai mặt thụ địch. Chưa từng nghĩ uy lực tam tinh diệt ma lại lớn như thế, ngay cả con yêu vật xuất khiếu hậu kỳ này cũng có thể trong nháy mắt bị phong ấn. Từng đợt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đằng xa truyền đến, qua đoạn thời gian ngắn ngủi này, lại có gần 10 người chết bởi tay địa long, tình huống đội xe ba nhà vạn phần nguy cấp. Thẩm Lạc không tiếp tục dây dưa cùng Bách Túc tướng quân nữa, hít sâu một hơi, thả người đánh tới yêu vật địa long phía xa. Chỉ là hắn cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể chế trụ được con địa long da thô giáp dày này. Yêu vật phương nào, dám truy sát người Bạch gia ta? Vào thời khắc này, một tiếng giống to như sét đánh từ đằng xa truyền đến, chấn động khiến hai tai người ba tộc vang lên ong ong. Thân hình Bạch Bích lung lay mấy cái, kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Thân thể địa long thì đột nhiên lắc một cái. Một vệt kim quang từ đằng xa theo âm thanh phóng đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã đến phụ cận, phảng phất một đạo thiểm điện màu vàng đánh vào đầu yêu vật địa long. Địa long căn bản không kịp phản ứng, đầu lập tức bạo liệt ra, óc trắng cùng huyết hoa hỗn tạp cùng một chỗ, vẩy ra tứ tán. Thẩm Lạc dừng lại thân hình, chăm chú nhìn lại, mới thấy rõ bản thể kim quang kia lại là một thanh kim cương sử màu vàng. Giống như đúc thần thông Bạch Tiêu Thiên thi triển tại Kiến Nghiệp Thành, chỉ là uy thế so với lúc Bạch Tiêu Thiên thi triển yếu hơn không ít. Lại là thần thông hóa sinh tự, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động. Giữa không trung lóe lên kim quang, một nam tử trung niên áo trắng hiển hiện ra. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 329, Tiêu Vân Lão Tổ. Người này dáng vẻ đường đường, mặc dù tóc mai hai bên đã xương trắng, khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn, nhưng từ trên gương mặt kia vẫn nhìn ra được ngày xưa lúc còn trẻ dung mạo tuấn lãng tiêu sái. À, là hắn. Thẩm Lạc nhìn nam tử trung niên áo trắng giữa không trung, trên mặt lóe lên một tia cổ quái. Tiêu Vân Lão Tổ, cuối cùng ngài cũng chạy tới. Kiến Nghiệp Thành bị yêu ma công phá, Bạch gia gặp tai họa ngập đầu, mấy vị thúc bá liều chết đoạn hậu, Bạch gia chúng ta mới thoát ra được nhiều người như vậy. Bạch Bích nhìn thấy nam tử giữa không trung, lập tức bay đến trước người y, bỗng nhiên quỳ gối giữa không trung, khóc ròng nói. Nói hưu nói vượn, Kiến Nghiệp Thành có huynh trưởng tọa trấn, còn có hai vị đại thừa kỳ Trấn Sơn, Trấn Hải cùng thủ hộ, làm sao có thể bị phá.
Nam tử trung niên áo trắng nghe lời này, khuôn mặt vốn kim quang mơ hồ, đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh, trầm giọng quát. Là thật, vô số yêu ma đột nhiên xuất hiện ở ngoài Kiến Nghiệp Thành, công kích thành trì, về sau lại tới năm đại yêu bán tiên. Tiêu Thiên lão tổ chảm ba đầu bán tiên, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Bạch Bích kể đơn giản tình huống ở Kiến Nghiệp Thành, sau đó một mực nói đến hiện tại. Sắc mặt nam tử trung niên từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, cuối cùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí lộ ra. Tốt, tốt, những yêu ma các ngươi, dám hủy thành trì ta, giết huynh trưởng ta, diệt gia tộc ta. Bạch Tiêu Vân ta ở đây lập thệ, không chém tận giết tuyệt yêu ma, quyết không bỏ qua. Nam tử trung niên áo trắng ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ sóng pháp lực cường hoành vô địch từ trên thân y bộc phát ra, hư không phụ cận chấn động, cuồng phong loạn vũ, mặt đất cũng bị rung chuyển, phảng phất địa chấn bạo phát. Bạch Bích đứng bên cạnh nam tử bạch bào, vội vàng tránh ra sau, nhưng vẫn như lá rụng trong cuồng phong, bị đánh bay ra ngoài. Cũng may tu vi gã coi như thâm hậu, rất nhanh ở phía xa ổn định thân hình, cũng không bị thương. Đám người trên mặt đất cũng ngã trái ngã phải một trận, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lại mang theo thần sắc phức tạp sống sót sau tai nạn. Quả nhiên là Bạch Tiêu Vân, ngàn năm trôi qua, tu vi của hắn cũng đại thành, nhìn uy thế này, hẳn là đạt đến cảnh giới đại thừa, so với Thiên Diêm lão tổ kia tựa hồ còn lợi hại hơn không ít. Thẩm Lạc đứng ở đằng xa, nhìn nam tử giữa không trung, trong lòng thì thào nói. Chúng ta thề chết cũng đi theo Tiêu Vân lão tổ, không diệt trừ yêu ma, tuyệt không bỏ qua. Bạch Bích giờ phút này bay trở về, quỳ lạy trước người Bạch Tiêu Vân, trầm giọng quát. Thề chết đi theo lão tổ, tu sĩ Bạch gia khác cũng nhao nhao chạy vội tới, quỳ lạy trên mặt đất. Tốt, các ngươi không thẹn là người Bạch gia, đều đứng lên đi. Bạch Tiêu Vân phất tay áo lên, Bạch Bích và đám người Bạch gia phía dưới bị một cỗ lực lượng vô hình nâng đứng lên. Xem ra tính cách tiểu tử này cũng cải biến không ít. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, lo lắng có nên tiến lên nhận nhau không. Vào thời khắc này, một trận thanh âm rạn nứt từ phía sau truyền đến, hư ảnh ngôi sao màu vàng chớp động, phía trên hiện ra từng vết rạn. Trên mặt hắn biến sắc, vội vàng quay người vọt tới. Một vệt kim quang từ phía sau điện xạ đến, trong nháy mắt vượt qua Thẩm Lạc, chớp động một cái đã đến phía trên ngôi sao màu vàng, hóa thành hư ảnh kim cương sử kia, một kích bổ xuống. Ngôi sao màu vàng sụp đổ biến mất, Bách Túc tướng quân phía dưới không có chút sức chống cự, hóa thành vô số mảnh vỡ, hài cốt không còn. Một cỗ cự lực đáng sợ tiếp tục chút xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất bị chém ra một hố sâu khoảng 10 trượng. Đá vụn vẩy ra, khói bụi mịt mù, một cỗ cuồng phong hình khuyên quét ra, một hồi lâu mới chậm chậm tán đi. Thẩm Lạc thấy cảnh này, hít sâu một hơi, dừng bước lại. Vào thời khắc này, hư không phía trước hắn đột nhiên hoa một cái, Bạch Tiêu Vân trống rỗng xuất hiện, chậm rãi nhẹ nhàng đáp xuống. Các hạ chính là Thẩm đạo hữu, ta nghe Bạch Bích nói, đa tạ ngươi lúc trước xuất thủ tương trợ, bảo vệ Bạch gia tử đệ. Bạch Tiêu Thiên khẽ gật đầu, nhưng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt thân, hình Thẩm Lạc. Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, cuối cùng mỉm cười đứng ở nơi đó, cũng không định che giấu tung tích. Ngươi là Thẩm đại ca. Thân thể Bạch Tiêu Thiên chấn động, bỗng nhiên chỉ Thẩm Lạc, thất thanh nói, Bạch đạo hữu, nhiều năm không gặp. Nói thật, Thẩm Lạc lúc này gặp Bạch Tiêu Vân, có chút không biết nên dùng loại thái độ nào nói chuyện với y, chỉ có thể khốn cùng hỏi một tiếng. Ngươi thật là Thẩm đại ca, năm đó từ biệt ở Mông Thành rồi mất tích, không ngờ hôm nay gặp lại ở đây. Bạch Tiêu Vân lộ vẻ vui mừng, hai tay giơ lên, tựa hồ muốn ôm chặt lấy Thẩm Lạc, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, thế là dừng lại, vỗ vỗ bả vai hắn. Đúng vậy, ta cũng không ngờ ở chỗ này gặp được ngươi. Thẩm Lạc nghĩ đến Bạch Tiêu Vân nói tới Mông Thành, nhưng không hỏi nhiều, mặt giãn ra cười nói. Mọi người xa xa thấy cảnh này, đều ngẩn ở nơi đó. Thẩm Lạc vậy mà biết Bạch Tiêu Vân, nhìn tình huống này, hai người hẳn là lão bằng hữu. Đám người Thẩm gia giờ phút này càng kinh ngạc, Thẩm Lạc nhìn dáng vẻ chừng 20, vậy mà là bằng hữu của Bạch Tiêu Vân. Nghe khẩu khí hai người nói chuyện, tựa hồ địa vị Thẩm Lạc cao hơn chút, chẳng lẽ hắn là lão quái ngàn năm thâm tàng bất lộ. Đúng rồi, Thẩm đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tiêu Vân thấy Thẩm Lạc kinh hỉ, rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi. Ta nghe nói Xuân Hoa Thành nơi này bị yêu ma công kích, tới xem một chút. Thẩm gia nhất mạch dù sao cũng là hậu nhân của ta.
Bất quá ta và bọn hắn không nhận nhau, Bạch đạo hữu ngươi cũng chớ nói ra. Thẩm Lạc nhìn đám người Thẩm gia ở phía xa một chút, truyền âm nói. Bạch Tiêu Vân sững sờ, gật đầu đáp ứng. Bạch đạo hữu ngươi sao lại ở đây? Cũng may mắn ngươi đã đến, nếu không hai đầu yêu vật này thật đúng là không dễ thu thập. Thẩm Lạc hỏi ngược lại. Trước mắt ta tu tại Hóa Sinh Tự, ngay trước nhận được tin tức có yêu ma tiến công Kiến Nghiệp Thành, lập tức chạy tới hỗ trợ. Trên nửa đường lại nhận tin Bạch gia tử đệ cầu cứu, liền rẽ đường chạy đến nơi này. Bạch Tiêu Vân nói, thì ra là vậy. Thẩm Lạc giật mình gật đầu. Thẩm đại ca, Kiến Nghiệp Thành bị công phá thật sao? Đại ca cũng đã vẫn lạc. Bạch Tiêu Vân nhìn cặp mắt Thẩm Lạc, tựa hồ còn sót lại một tia huyễn tưởng. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, Bạch huynh liên tục đánh giết hai tên đại yêu cùng cảnh giới, bị con đại yêu thứ ba đánh lén trọng thương, tự bạo vẫn lạc. Thẩm Lạc thở dài, đại ca, thân thể Bạch Tiêu Vân lắc một cái, một tia huyễn tưởng trong lòng kia triệt để biến mất. Bạch đạo hữu không nên thương tâm như vậy, Bạch huynh hắn là vì đại nghĩa nhân tộc mà chết, cũng không có gì tiếc nuối. Thẩm Lạc an ủi, ta không thương tâm, mà lấy hắn làm vinh, ma kiếp giáng lâm, thiên hạ sinh linh đổ thán, tu sĩ chúng ta phải nên chiến đấu vì thiên hạ lê dân bách tính, sinh tử đã sớm không để ý, huống chi mặt khác. Bạch Tiêu Vân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Bạch đạo hữu tiếp theo có tính toán gì không? Chúng ta dự định tiến về Trường An Thành. Thẩm Lạc rời câu chuyện, hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 330, chạy về Trường An. Bạch gia chỉ còn lại dòng dõi này, ta tự nhiên phải lưu lại, bảo vệ bọn hắn an toàn. Đi Trường An là đúng, chỉ có nơi đó mới an toàn. Bạch Tiêu Vân gật đầu nói. Có Bạch đạo hữu đi theo, yêu vật lợi hại hơn nữa cũng không đủ gây sợ hãi. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra. Những ngày qua vì bảo hộ những người này, hắn một mực trải qua nơm nớp lo lắng, có Bạch Tiêu Vân tu sĩ đại thừa kỳ này gia nhập. Hắn có thể triệt để thả lỏng trong lòng, có thể hảo hảo giải quyết phong ấn của bản thân. Nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến, không phải nơi nói chuyện, rời đi trước hãng nói. Bạch Tiêu Vân nói xong, lệnh cho đội xe ba nhà tiếp tục tiến về hướng Trường An. Kinh lịch biến cố vừa rồi, ba nhà đều tử thương không ít, cũng may xe ngựa tổn hại không nhiều, đi đường ngược lại không thành vấn đề. Bạch gia an bài cho Bạch Tiêu Vân một chiếc xe ngựa. Bạch Tiêu Vân lôi kéo Thẩm Lạc ngồi chung, Thẩm Lạc cũng không khách khí. Thẩm đại ca, ngươi bây giờ tu vi đến cảnh giới nào rồi? Mặc dù thân phụ pháp lực có thể trì hoãn nhục thân già yếu, nhưng đã nhiều năm như vậy, dù có thuật chú nhan, hình dạng cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Ngươi nhìn lại giống như đúc năm đó, hẳn là đã đạt đến cảnh giới chân tiên nhục thân bất hủ rồi. Bạch Tiêu Vân đánh giá dung mạo Thẩm Lạc, chần chừ một chút hỏi. Làm sao có thể, ta bất quá năm đó may mắn, ăn một viên chú nhan đan thời thượng cổ lưu truyền xuống, mới bảo trì dung nhan không già thôi. Còn tu vi của ta, bất quá mới chỉ xuất khiếu trung kỳ thôi, mà trước đó ở trong Xuân Hoa Thành bị một tên là Thiên Diêm lão tổ giở thủ đoạn, pháp lực bị phong ấn, những ngày qua không ngừng trùng kích, mới phá giải một phần. Thẩm Lạc cười khổ lắc đầu, nửa thật nửa giả nói. Xuất khiếu trung kỳ, lấy tư chất của ngươi, không nên. Bạch Tiêu Vân thì thào nói ra, nhưng cân nhắc đến tâm tình Thẩm Lạc, nói được nửa câu liền dừng lại, ngược lại nói đến chuyện khác. Thủ đoạn lão già Thiên Diêm lão tổ kia ta cũng biết, nếu như Thẩm đại ca không ngại, ta có thể giúp ngươi phá giải phong ấn. Bạch Tiêu Vân nói, vậy đa tạ ngươi. Thẩm Lạc nghe vậy vui mừng, chắp tay nói cảm ơn. Giữa ngươi và ta, sao phải nói cảm ơn? Bạch Tiêu Vân vung tay lên, một mảnh bạch quang bắn ra, bao phủ toàn bộ buồng xe, hết thảy động tĩnh bên ngoài lập tức không thể truyền vào. Thậm chí xe ngựa sóc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt vận công. Cánh tay Bạch Tiêu Vân khẽ động, dán sau lưng hắn. Lập tức một cỗ quang diễm màu vàng cuồn cuộn ra, như thủy triều màu vàng chen chúc rót vào thể nội Thẩm Lạc, hóa thành một cỗ pháp lực hùng vĩ nóng rực, lưu chuyển theo kinh mạch toàn thân hắn. Lông mày Thẩm Lạc cau lại, sau đó giãn ra, vận chuyển công pháp dẫn đạo kim quang rót vào thể nội phóng tới chỗ cấm chế còn sót lại. Rắc 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 liên tiếp thanh âm trầm đục từ trên người hắn truyền ra, Bạch Tiêu Vân rót vào pháp lực nóng rực như là sóng biển dâng trào.
làm những cấm chế còn sót lại kia thất linh bát lạc, nhao nhao buông lỏng ra. Thẩm Lạc vui mừng, chậm rãi vận chuyển pháp lực chảy xuôi các nơi trong thể nội. Loại cảm giác pháp lực vận chuyển thông suốt trong kinh mạch toàn thân khiến hắn có chút lâng lâng, liên tục vận chuyển 36 chu thiên, tu vi triệt để vững chắc, mới mở to mắt ra. Ân Bạch đạo hữu tương trợ, Thẩm Mỗ khắc sâu trong lòng. Thẩm Lạc đứng dậy cảm ơn Bạch Tiêu Vân. Không cần nói tạ ơn, tại sao lại khách sáo chứ, về phần báo đáp càng đừng nói. Năm đó nếu không có ngươi điểm hóa, ta cũng sẽ không nhặt lại tâm tu luyện. Hiện tại chỉ sợ đã biến thành một nắm cát vàng, phần ân tình này ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Bạch Tiêu Vân cười ha ha nói, ngược lại để Thẩm Lạc thấy lại trên thân y mấy phần thoải mái thời niên thiếu. Ha ha, nói cũng đúng, bất quá tu vi Bạch đạo hữu ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì rồi? Thẩm Lạc cũng cười ha ha một tiếng, hỏi, vừa mới đột phá đại thừa trung kỳ. Bạch Tiêu Vân vừa nói, vừa bấm pháp quyết tán đi bạch quang quanh buồng xe. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, tu luyện càng lên cao tầng, tiến lên trước một bước càng khó khăn, thời gian ngàn năm có thể tu luyện tới đại thừa trung kỳ, đã tốt vô cùng rồi. Hai người trong buồng xe nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian là Bạch Tiêu Vân nói, Thẩm Lạc nghe. Tu vi Bạch Tiêu Vân bây giờ hơn xa Thẩm Lạc, sợ Thẩm Lạc bởi vì tu vi rớt lại phía sau mà buồn rầu, nên không hỏi thăm tình huống của hắn. Chỉ là không ngừng nói những năm nay chính mình tu luyện tại Hóa Sinh Tự, còn có biến hóa trong Kiến Nghiệp Thành. Nói đến Kiến Nghiệp Thành, ta nhớ Lâm gia và Bạch gia không phải đối đầu sao? Bây giờ sao chung đụng hòa hợp như vậy? Thẩm Lạc nhìn xuyên thấu qua rèm vải buồng xe, thấy tu sĩ hai nhà Bạch, Lâm bên ngoài, tò mò hỏi. Thời gian qua ngàn năm, Bạch, Lâm hai đại gia tộc đã sớm không còn tranh đấu, giữa nhau có nhiều thông gia, hiện tại là thân tộc. Lại nói, trước kia ca ca ta ở nơi đó, trong Kiến Nghiệp Thành ai dám đối nghịch với Bạch gia ta? Bạch Tiêu Vân ngạo nghễ nói. Lời còn chưa dứt, y nhớ tới Bạch Tiêu Thiên đã vẫn lạc, lúc trước mặc dù y nói không còn vì thế khổ sở, trong mắt như cũ hiện lên một tia đau xót. Trong lòng Thẩm Lạc cũng thở dài, đang muốn đổi chủ đề, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Lão tổ, phía trước xuất hiện lối rẽ, chúng ta nên đi đường nào? Bạch Bích đi tới bên cạnh xe ngựa, cung kính hỏi. Bạch Tiêu Vân nhấc lên rèm vải xe ngựa, đội xe trong bất chi bất giác đã đi ra Tê Hà Sơn. Quan đạo phía trước xuất hiện ba lối rẽ, là ba hướng Tây Bắc, Phương Bắc, Đông Bắc. Ba con đường này thông hướng nơi nào? Bạch Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, hỏi. Căn cứ vào địa đồ, con đường Tây Bắc phía trước là Kiếm Môn Quan, Phương Bắc thông hướng Khuê Sơn Thành, Đông Bắc tiến về Vọng Tương Quận, ba con đường này đều có thể đi đến Trường An. Bạch Bích trả lời. Thẩm Lạc nhìn địa đồ phụ cận Kiến Nghiệp Thành, nhớ kỹ một chút tình huống. Hai con đường đi Kiếm Môn Quan và Vọng Tương Quận mặc dù có thể đi đến Trường An Thành, nhưng đường vòng rất xa, Phương Bắc Khuê Sơn Thành là đường gần nhất. Đi đường Kiếm Môn Quan kia, Bạch Tiêu Vân suy nghĩ một chút, nói. Bạch Bích há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì, đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Bạch đạo hữu, ta xem qua địa đồ, đường đi Kiếm Môn Quan có lộ trình xa nhất, vì sao đi như thế? Thẩm Lạc hỏi. Căn cứ tình báo Hóa Sinh Tự, trước mắt các nơi đại đường đều bị yêu ma chiếm cứ, đường tiến về Trường An tuy nhiều, nhưng an toàn chỉ còn lại một đường Kiếm Môn Quan thôi. Bạch Tiêu Vân nói, thì ra là thế. Thẩm Lạc chậm rãi gật đầu. Đội xe chuyển hướng đi Tây Bắc, bánh xe tiến lên. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Vân tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng suy nghĩ, tính toán làm sao không làm Bạch Tiêu Vân hoài nghi. Hỏi thăm một chút chuyện xảy ra trong ngàn năm qua, sau khi trở về hiện thực để chuẩn bị cho tốt. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm đinh đinh linh linh từ trên một lối rẽ phía trước truyền đến, lại là một đội ngũ chạy nạn. Thẩm Lạc dương mắt nhìn lại, nhân số đội ngũ này không thể so với bọn hắn bên này, cũng có hơn 100 người, mặc phục sức kiểu dáng khác nhau, thoạt nhìn là do 7, 8 gia tộc tổ hợp thành. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.